Bất ngờ, mãn nhãn và xuất sắc. Đã, rất đã. Chỉ biết nói hai từ tuyệt vời. Thực sự là đi vào trái tim. Lệ Ngọc đã làm những lần này quá tuyệt vời. Xem hay lắm bạn ơi. Tuyệt vời không thể tả. Sự sân khấu trở lại rất là hoành tráng. Đối với em thì đây là một cái cách tiếp cận rất là tốt để cho giới trẻ tiếp cận được với lịch sử nước nhà. Không chỉ là khô khan ở trong những quyển sách giáo khoa mà em hy vọng là sắp tới thì sẽ có nhiều những cái vở kịch này hơn được tiếp cận đến các bạn trẻ, nhất là các bạn trẻ từ độ tuổi tiểu học đến cấp 3. Cảm xúc của mình khi được vào nhân vật Lê Hoàn rất hào hứng và cảm thấy là đây là một nhân vật rất là khó để lột tả được hết cái nội tâm cũng như là cách diễn. Vì kịch lịch sử thì nó khó từ đến câu thoại, đến hình tượng, đến lối diễn. Mình còn rất là trẻ nhưng mà được cô chú như là tất cả các anh em chị diễn viên trong sân khấu Lệ Ngọc giúp đỡ cũng như là hỗ trợ hết mình trong cái vai diễn lần này của mình. Mình là một người trẻ và mình rất quan tâm tới lịch sử của Việt Nam. Tuy nhiên thì nếu như bây giờ mà ngồi đọc những cái tài liệu về lịch sử thì có thể là sẽ mất thời gian để mà chắt lọc xem nguồn nào là nguồn đáng tin cậy và thông tin nào là thông tin đáng tin cậy. Thế nhưng khi mà sân khấu Lệ Ngọc đã dựng lên một vở kịch về một giai đoạn lịch sử của nhà Đinh thì mình hoàn toàn thể yên tâm về cái tính xác thực của tất cả những thông tin mà mình được nghe. Đây là những cái thông tin, cái câu chuyện về một giai đoạn, về một cái hậu cung, triều chính diễn ra thế nào thì mình lần đầu tiên được biết tới, mình rất hào hức và mình xem không bỏ sót một phút giây nào của vở kịch ngày hôm nay. Chị thấy là chẳng hạn như những diễn viên mà gạo cội ấy, người ta có một cái chiều sâu nhất định. Thế còn những diễn viên trẻ ấy, thì họ có những cái sự nỗ lực mà chắc chắn là do này nó sẽ thành công. Chẳng hạn hôm nay chị xem chị rất hài lòng. Chị thấy đây ấy, nó cũng là một cái vừa là về lịch sử, vừa là về nghệ thuật, mà cũng là về cái văn hóa để cho những tầng lớp già người ta biết rồi. Còn trẻ chưa biết thì sẽ học hỏi. Và cũng qua cái này thì cũng để học cái môn lịch sử thêm yêu thích hơn. Sau một thời gian dài nghỉ dịch thì thực sự là rất sướng. Sướng như kiểu là muốn nhảy cẫng lên ý. Mình rất hạnh phúc khi mà được quay trở lại sau một thời gian giãn cách sau Covid-19. Được đứng trên sân khấu, được gặp lại toàn thể khán giả, được gặp lại đồng nghiệp. Thì mình rất là phấn khởi, rất nôn nóng được ra biểu diễn, có thể sẵn sàng cháy hết mình trong lần diễn đêm nay. Hôm nay thì mình rất rất háo hức bởi vì đã lâu lắm rồi thì mình mới được quay trở lại để xem một vở kịch tại một sân khấu như thế này. Và ngay từ đầu khi mà bước chân vào trong cửa nhà hát lớn thì mình đã được quét mã QR này, sau đó là rửa tay khử khuẩn này. Rồi khi mà đi vào bên trong thì cũng thực hiện nghiêm đầy đủ tất cả quy định về giãn cách. Và đặc biệt là cứ trước khi mà vở kịch bắt đầu thì bên trong bộ phận kỹ thuật có nhắc liên tục khán giả là cần phải giữ vị trí ngồi có khoảng cách với nhau và cần phải đeo khẩu trang liên tục trong suốt quá trình xem kịch. Thì mình rất yên tâm về cái điều này. Thì rất lâu rồi tôi không xem kịch như thế này. Nhưng mà thực sự ra từ hôm qua đến nay là tôi rất là ấn tượng. Thông qua những cái vở kịch này mà chúng ta hiểu về lịch sử. Thế thì tôi với cương vị là giảng viên ở trường bồi dưỡng, cán bộ giáo dục Hà Nội, tôi đi tập huấn cho giáo viên. Thì tôi rất là mong được kết hợp với lại các bạn để mà đưa một cái
cái chương trình này đến với học sinh. Tôi nghĩ rằng là nếu mà học sinh mà được học, được trải nghiệm đóng kịch hay là trải nghiệm về những cái hoạt động nghệ thuật thì các em sẽ thích những tác phẩm văn học, đi vào nó dễ hơn, hoặc là thích yêu lên môn lịch sử hơn. Và thông qua đó thì các em học được rất nhiều những cái kỹ năng, ví dụ như là cái kỹ năng về sáng tạo, rồi những kỹ năng về thuyết trình. Bởi vì lâu lắm rồi mình ít khi được xem những cái vở kịch mà nói về lịch sử của dân tộc. Thế nhưng mà hôm nay mình xem cái vở kịch này thì mình thấy nó động lại rất là nhiều của cái ý nghĩa mà mình thấy rằng là chắc là cần phải nhân rộng nó ra để cho những lớp trẻ xem và hiểu biết về lịch sử của mình. Cái kịch bản hôm nay mình xem mình phải nói là quá hay luôn. Kịch bản tuyệt vời mà diễn viên đóng rất là đồng đều, xúc động, đi vào lòng người. Mình mong tất cả các bạn nghệ sĩ hãy yêu nghề và cống hiến cho chúng tôi được xem lại những cái kịch bản như thế thật hay và xúc động. Và chúng tôi là một người khán giả rất là nhiệt tình, yêu sân khấu Lệ Ngọc và yêu tất cả các bạn diễn viên. Chúc sân khấu Lệ Ngọc ngày càng phát triển và cùng với chúng tôi có thể mang những tác phẩm này đến với các em học sinh. Thì tôi thì mong muốn là như vậy.